Đây bây giờ trèo lên rồi nhưng bây giờ chỉ sợ mỗi tổ ong thôi. Chào tất cả anh em cùng đam mê, đây là các bác ở xa cùng đam mê đến nhà mình giao lưu. Và hôm nay mình sẽ mời mọi người cùng bác đây và em đây để đi khám phá tổ chim cuối vụ ở quanh khu vực nhà mình anh em nhé. Và chúc mọi người xem clip vui vẻ. Bác ở tận Chùa Hương này, thằng em kia nó tận Hoài gì, Hoài Đức à gì nhỉ? Ở Đan Phượng này. Chế mà bay tất cả buổi. Bác còn không biết đường ấy. Đi từ mấy giờ? 4 giờ rưỡi sáng. 4 rưỡi sáng thì tí nữa này đưa bác đi xem tổ chim lúc nãy đó. Với lại lúc nãy phát hiện ra trên này có một tổ chim chào mào này, tí này trèo lên này. Đây bác đi thẳng ra này cho tìm. Đây đi thẳng ra. Để đi xem em có tổ chè cái tầm này nó cuối vụ rồi thì chả biết này. Các bạn bác đi tầm này nó là cuối vụ rồi bác ạ. À chè thì cháu chỗ nào cháu cũng nuôi cháu nuôi nhiều. Đây đưa bác đi tìm xem có tổ chè non nào không. Hôm trước đấy mấy cái tổ hôm trước đấy thì nó ra tổ mất hết rồi. Lúc bác đi từ mấy giờ sáng? 4 rưỡi. Đấy à. Đây là trước tổ chào mào này, bác nhìn thấy làm tổ à, cây nhãn này. Đây nhìn đây, nhìn đây, tổ chào mào đấy nhá, ba tổ liền đây này. Đây nhá, đây là một tổ cây nhãn này là một nhá. Tổ trên chỗ cây kia. Cái kia, đây đứng đây nhìn thấy tổ kìa, nhưng mà anh không lấy cho ra hết kìa. Kìa, tổ chào mào kìa, làm đơn giản nó có tí ra kìa. Tổ cu gáy rồi, tổ cu gáy thì lúc sáng nay nó ra tổ rồi đây. Kìa, tổ cu gáy kìa. Kìa kìa, chỗ cái hôm trước anh quay kìa kìa. Đấy, nó chỉ cần ở đây nó làm cho tổ chòe ra. Nhưng mà mới tổ này hôm trước cháu cho ra tổ hết rồi. Cái hôm mà cháu quay đây. Cú gáy cháu động ra, để ra. Nó cuối vụ rồi nữa này cho nó ra. Đây, tổ chòe ra. Hôm trước cháu cho ra tổ này là một này. Đây, tổ cái ống tre này, mấy cái tổ này. Tổ này cho ra này. Năm tổ này thì nữa này nẻ 5 con này. Còn cái này để có 3. Bây giờ bác đi ra kia, nếu mà cái tổ kia nó nở, nó mà đến tầm mát thì bác đem cái tổ đấy rồi bác nuôi. Nhưng mà cháu nghĩ là nó chưa nở ấy. Đây bác ơi, bác đi ra đây. Đấy, chim non này bác nhìn này, nó ăn xoan này cháu này. Ăn cái quẹt sung chín này. Đấy, mùa sung chín nó ăn ở đây. Chào mào nó ở. Những tầm trưa này nó hay tắm ở những cái chỗ phụt nước lên đấy. Cái mái kìa, cái mái tí nó lên cái chỗ nước kìa. Đây tổ chòe đây, nó đặt riêng ở đây đã 3-4 cặp chòe nó đẻ liên tục. Mỗi năm đẻ 2-3 lứa. Đây, một hộc đây nữa này. Hộc này cũng hay đẻ, nhưng đẻ cái hộc này đẻ ít hơn này. Đẻ có 2 lứa là nó bỏ rồi. Đây cái tổ cháu đặt này. Tổ này lần trước để 2-3 lứa rồi ấy. Nhưng mà đợt này nếu không biết nó có con không cháu đem mà cháu xem cho bác xem. Đây lần trước nó để chỗ kia đấy kìa. Ôi ôi, tiếc là nó đẻ nó có 3 quả trứng thôi bác. Đây đầm sen cho cháu đây. Dạ. Cuối ở chỗ kia tìm tổ tàu màu ở dưới kia cơ mà. Vâng, tổ tàu màu ở đằng dưới đấy nhiều tổ tàu màu lắm. Đây tổ tàu màu chỗ cây mít kia còn có. Đây cho nhưng mà cái tầm này nó cuối vụ của chim sinh sản rồi. Thế ra cháu nghe cho bác. Các bạn bác hôm nay bác đến đi bất ngờ. Nó không điện đấy kìa. Nên ông chả chủ động, cũng nhiều anh em người ta dặn lắm nhưng mà vâng, thôi có bác đi chơi giao lưu cho nó biết thôi chứ. Vâng, bọn sau bác điện lên này nó biết nha. Nhưng mà tổ này ra rồi, không thấy kêu. Làm kín nha. Đây cửa nó này. À ra rồi đó. Mới ra xong. Hôm qua hôm xưa cháu thấy vẫn còn nhưng cháu chả qua. Đây nó còn mỗi tổ không này. Còn tổ mào cái thôi, tổ mào cái chắc nó cũng được. Bây giờ nó cuối vụ mất rồi. Ở đây thì nó làm nhiều, nhà cháu làm nhiều tổ chim xung quanh trại làm nhiều lắm. Đây có mỗi tổ mào này thì thấy nó vẫn mới mới ấy.
nhưng mà sợ là nó cũng bung bung rồi nhỉ. Yeah. Đây là trước nó làm chỗ này này. Cái con này là chuyên làm cây sưa. Đây cây sưa à, này. Cây sưa. Cái ngày trước mà nó đầu năm ngoái nó làm cây sưa mà cháu phải nhấc từ dưới này lên á. Mỗi năm mà cái lần nó gió ấy thì anh nó hốt nó dưới ngao ấy. Thì năm nay lại làm ở đây hai lần rồi nên mình không để ý. Như tổ này có khi vẫn còn đấy. Bố mẹ em vẫn thấy tiếng kêu mày. Thằng Tú về đấy gậy đây này. Đây giờ về. Không, phải tổ nhìn mới lắm. Đi về lấy gậy mấy cái dây cao su. Làm yếu lè quá. Đấy, bác thấy này, tổ trồng màu nó làm đơn giản đâu, gần rơi rồi, đỡ tội con chim rồi. Nó chuyên làm cái kiểu đấy. Đấy bây giờ mà lứa ba ở đây bác nghe, mà nó vẫn làm kiểu éo le, cháu tưởng nó ra tổ rồi, hóa ra giờ lại đẻ tiếp nữa trứng nữa. Mà bây giờ đã là tháng 7 à. Rồi đây rồi, chim bố mẹ nó về này, con chim bố đẹp không? Đấy. Nay mày đã bị phát hiện. Mẹ liều làm tổ chim ngay bán nước. Còn tổ cu gái đâu, không với tới đâu. Đi gái là nó lại vào ngay nhỉ. Là nó lại về ngay. Em bây giờ em cho xem tổ chim chào mào này. Lần đầu, ngay đầu mà từ hôm giờ hôm nay mới phát hiện. Đây. Đấy, lúc nãy anh không nhìn thấy nó bón mồi, anh không phát hiện này. Đây, nhìn thấy chưa? Dạ. Phải không? Đấy, dạ. Đây. Nhìn em nhìn thấy chưa? Đây nè, em nhìn thấy đây không? Đây. Đây. Thằng ba núng nước lên. À, đang chăn nuôi con rồi bác ạ. Đấy, thì hôm nay cháu mới phát hiện đấy. Quá đẹp luôn. Đây con cái, nó cắp quả chắc là tổ ngay đấy rồi. Mà em không nhìn thấy gì á? Đây, anh suốt ngày ngồi uống nước ở đây mà còn chả nhìn thấy này con em. Đây đang uống trà đá với các bác này. Bác ở, một bác ở tận chùa Hương. Bác này ở chợ chùa Hương. Chùa Hương là ở Hòa Bình hả bác? À, Mỹ Đức. Mỹ Đức Hà Nội. Hà Nội. Đây con em này Hoài Đức à. Em Hoài Đức, Đan Phượng như nhỉ. Đấy. Ngồi uống nước thì thấy tổ chim chào mào. Khi đi một vòng quanh trại thấy nhiều tổ rồi nhưng mà sẻ quạt đấy. À tổ sẻ quạt thì có đấy. Tổ sẻ quạt chỗ kia. Tổ sẻ quạt ở chỗ kia. Nhưng mà anh không nuôi. Đây bây giờ trèo lên rồi nhưng bây giờ chỉ sợ mỗi tổ ong thôi. Tổ chim ngay bạn. Tổ chim chào mào bây giờ. Bây giờ trèo lên như nào ấy này. Dạ. Với tới được chưa nhỉ? Chưa đúng không? Tổ chỗ nào đây? Con to rồi. Tổ ong đâu vậy? Liệu có chọc được nó à? Có cả tổ cung gáy liền nhau. Nó đang ấp kìa. Úi, mày ổn. Dạ, liệu nó có hút không ạ? Đây, tổ ong này cũng đi chẳng không? Thôi, nó chọc vào nó cái này. Nó chọc quay lại người đánh nhau với nó. Ừ. Đấy,
Vâng, thôi hẹn bác dịp khác bác nhá. Đây anh em này, bác này rất là phục bác đam mê anh em ạ. Bác ấy bảo đi sang nhà mình chơi trước để mà lần sau thì bác về nhá. Các cháu khác ấy cho bác. Cháu mua cái khác. Bác về nhé, bác nhớ đường ra chưa? Biết rồi. Vâng, có số điện thoại của cháu đấy, thì bác lưu. Lưu lại là được. Đến chỗ chùa cái là tụi này hình dung rồi. Vâng, bác. Thôi thế thì hình nhé. Trang trại là vào chỗ nào? Vâng, thế được rồi thì cháu khắc lại cho bác. Nếu mà bác chơi mồi thì đạn trình khoản cháu tuyển được cháu giới thiệu cho. Vâng, bác nhé. Bác về nhá, bác nhớ đường ra rồi nhá. Nếu không thì cháu đưa bác ra cái chỗ cây ấy đây. Không cần hả bác? Không phải ra đâu. Vâng. Thế chào bác nhé. Vâng, hẹn bác gì khác.